Xin chào quý vị, tôi là Thanh Ráp và quý vị cũng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia do Lô bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân mến, đối với bệnh lý đái tháo đường là một bệnh lý tiến triển mãn tính dẫn đến rối loạn và suy yếu chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể chúng ta. Trong đó suy tim suy thận là mối lo ngại hàng đầu đối với những người bị mắc căn bệnh tiểu đường. Chính vì thế trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi thực hiện số phát sóng là vì sao người bệnh đái tháo đường thì dễ bị suy tim suy thận. Và để trả lời câu hỏi này thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Đan Thùy, là trưởng khoa nội thận lọc máu của Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Thùy ạ. Chào Thanh Ráp, xin chào quý vị khán giả. Dạ, thưa bác sĩ Thùy, đối với bệnh lý đái tháo đường là một bệnh lý có rất là nhiều biến chứng, thì xin nhờ bác sĩ có thể cho biết vì sao bệnh tim mạch và bệnh thận thì đứng đầu cái danh sách biến chứng này nếu như mà chúng ta không kiểm soát tốt căn bệnh tiểu đường, thưa bác sĩ? Dạ, kính thưa quý vị khán giả, tiểu đường gây nên rất là nhiều các biến chứng, có những cái biến chứng ở tại mắt, những cái biến chứng ở tại tim, ở tại thận, các biến chứng ở não như tai biến mạch máu não và có thể gây trầm cảm, biến chứng ở hệ thần kinh ngoại biên, biến chứng ở xương gây nên tình trạng loãng xương và những cái tình trạng suy giảm miễn dịch gây nên các tình trạng như là dễ bị viêm phổi, lao phổi và tăng cái tỷ lệ ung thư hơn so với người bình thường. Và trong những cái biến chứng đó thì cái biến chứng về thận và cái biến chứng về tim thì chiếm rất nhiều, do nó cùng một cái cơ chế, đó là sự sơ vữa mạch máu. Và đối với thận thì cái tỷ lệ mà suy thận do tiểu đường chiếm 50% các nguyên nhân gây suy thận. Và ở các bệnh nhân tiểu đường trên 10 năm thì có khoảng 40% có các biến chứng về thận. Dạ. Như vậy thì các biến chứng này có thường xảy ra cùng lúc hay không, hay là biến chứng ở cơ quan nào trước rồi đến cơ quan nào sau, thưa bác sĩ Thùy? Dạ, cái biến chứng về tim đó là những cái biến chứng về mạch máu lớn. Dạ. Và biến chứng về mạch máu lớn thì có thể ảnh hưởng tới cả não nữa, gây nên cái tình trạng là nhồi máu não hoặc là xuất huyết não. Và tại thận thì cái biến chứng có thể là gồm các biến chứng về mạch máu lớn gây nên tình trạng sơ vữa, gây tăng huyết áp và từ đó gây suy thận. Và tiểu đường cũng có thể gây những cái biến chứng ở cái mạch máu nhỏ tại thận, gây tổn thương tại cầu thận, gây nên tình trạng tiểu đạm, và nặng hơn nữa đó là tình trạng tiểu đạm ở mức hội chứng thận hư và gây nên tình trạng suy thận. Và một cái nguyên nhân nữa gây nên tình trạng suy thận ở bệnh nhân tiểu đường đó là cái biến chứng về thần kinh, gây nên cái bàng quang thần kinh, ứ nước tiểu, gây nên nhiễm trùng thường xuyên và tổn thương cái ống thận mô kẽ, và từ đó cũng là một cái nguyên nhân gây suy thận. Vậy thì tùy theo cái tổn thương xảy ra ở cái mạch máu lớn hoặc mạch máu nhỏ nhiều hơn thì sẽ gây những cái tổn thương ở các cơ quan nào? Ví dụ như nếu như tổn thương ở mạch máu lớn thì sẽ gây nên những cái tổn thương ở hệ tim mạch. Còn nếu như cái tổn thương ở mạch máu nhỏ thì dễ gây nên những cái bệnh lý ở võng mạc và các bệnh lý ở thận. Nên có thể là những cái biến chứng này xảy ra trước hoặc là có thể xảy ra đồng thời. Cụ thể hơn thì một cái biến chứng mà nhiều người quan tâm nhất đó chính là suy tim. Thì biến chứng suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường sẽ diễn ra như thế nào, thưa bác sĩ Thùy? Biến chứng về tim mạch diễn ra bắt nguồn từ cái tình trạng tăng đường huyết gây nên cái việc mà sơ vữa mạch máu. Và cái tình trạng sơ vữa mạch máu đó sẽ gây nên cái tình trạng tăng huyết áp và gây nên những hẹp, những cái mạch máu nuôi tim, gây nên các bệnh mạch vành. Và từ đó là những cái nguyên nhân gây nên cái bệnh lý suy tim. Còn về diễn tiến của bệnh lý suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường sẽ như thế nào, thưa bác sĩ Thùy? Như trên đã trình bày thì đối với thận chúng ta sẽ có 3 cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng suy thận, đó là tổn thương mạch máu lớn, mạch máu nhỏ và tổn thương hệ thần kinh gây nên bàng quang thần kinh. Nếu như chúng ta gây tổn thương ở mạch máu lớn thì cơ chế sẽ đi qua cái tình trạng là tăng huyết áp và sau đó là suy thận, thì tình trạng tiểu đạm sẽ ít hơn và diễn biến thì chậm hơn. Nếu như chúng ta tổn thương ở mạch máu nhỏ gây nên cái tình trạng tiểu đạm thì diễn tiến sẽ nhanh hơn. Và nếu như tình trạng tiểu đạm này đạt đến mức hội chứng thận hư thì cái diễn tiến sẽ rất nhanh và cái việc điều trị sẽ không giống như là việc điều trị một cái bệnh lý hội chứng thận hư do nguyên nhân miễn dịch. Bởi vì thường thì chúng ta sẽ thất bại trong cái quá trình điều trị.
Như vậy thì có những cái dấu hiệu nào để người bệnh đái tháo đường có thể nhận biết sớm mình có cái nguy cơ bị suy tim hay là suy thận hay không, thưa bác sĩ? Dạ, trước tiên thì chúng ta sẽ coi là chúng ta có phải thuộc những cái nhóm yếu tố nguy cơ cao gây nên tình trạng suy tim hay suy thận hay không. Thì những yếu tố nguy cơ cao đó sẽ là những cái ví dụ như là cao huyết áp nè. Bệnh nhân không có được mà điều trị ổn cái tình trạng cao huyết áp đó, đường huyết không có được giữ ổn định, bệnh nhân béo phì, tình trạng mỡ máu điều trị chưa được tốt, bệnh nhân có tình trạng hút thuốc lá, hoặc là bệnh nhân có việc sử dụng thuốc bừa bãi hoặc là không tuân thủ điều trị. Đó là những cái yếu tố nguy cơ cao. Và cái xét nghiệm để chúng ta tầm soát sớm đó là cái xét nghiệm tìm vi đạm niệu trong nước tiểu hay còn gọi là microalbumin niệu. Đối với các loại xét nghiệm này thì đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường họ đang điều trị ngoại trú thì bao lâu họ nên làm xét nghiệm một lần để có thể kịp thời phát hiện sớm những cái biến chứng suy tim hoặc là suy thận nếu như có, thưa bác sĩ Thùy? Đối với bệnh tiểu đường tiếp 1 thì khi chúng ta phát hiện thì một khoảng thời gian sau đó khoảng 5 năm thì các biến chứng mới có khả năng xuất hiện. Tại vì cái triệu chứng nó xuất hiện rất là sớm. Tuy nhiên đối với tiểu đường tiếp 2 thì khi chúng ta phát hiện có thể là rất là trễ rồi. Vì vậy nên khi phát hiện thì chúng ta phải tìm ngay cái biến chứng của suy tim hoặc là biến chứng của tổn thương thận ngay cái lúc phát hiện. Và nếu như những cái xét nghiệm này nằm trong giới hạn còn ổn định thì sau đó mỗi năm chúng ta sẽ xét nghiệm lại một lần. Còn nếu như những cái xét nghiệm này đã có tổn thương thì chúng ta sẽ làm lại xét nghiệm, có thể là mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng, thậm chí là mỗi tháng hoặc là mỗi lần chúng ta tới gặp các bác sĩ điều trị. Như vậy thì trước khi làm các xét nghiệm mà bác sĩ vừa nêu thì bệnh nhân cần chuẩn bị gì để đạt được kết quả chính xác nhất? Bởi vì có nhiều vị khán giả hỏi là ngoài việc chúng ta nhìn ăn sáng thì có cần phải nhìn tiểu hay không? Vì họ nghe nói là lấy nước tiểu đầu ngày là tốt nhất, thưa bác sĩ Thùy. Đối với máu thì chúng ta lấy xét nghiệm lúc bệnh nhân chưa ăn. Thì chúng ta sẽ đo được cái đường huyết lúc đói cũng như những cái xét nghiệm về mỡ máu sẽ chính xác hơn. Rồi đối với nước tiểu thì đối với cái xét nghiệm microalbumin niệu thì tốt nhất là chúng ta sẽ lấy vào lúc sáng sớm. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân nằm bệnh viện nội trú thì chúng ta lấy dễ hơn. Và nếu như bệnh nhân ngoại trú thì chúng ta sẽ khó lấy nước tiểu vào lúc sáng sớm. Thì có những cái xét nghiệm làm cho cái xét nghiệm này chính xác hơn, đó là chúng ta sẽ thử đạm niệu 24 giờ. Hoặc là nếu như chúng ta làm microalbumin niệu thì những ngày hôm đó chúng ta sẽ không có vận động nhiều, tập thể dục nặng, làm ảnh hưởng tới cái kết quả điều trị, kết quả của cái xét nghiệm. Hoặc là bệnh nhân ngày hôm đó có bệnh, có sốt thì những cái xét nghiệm đó cũng không chính xác. Và vì những cái xét nghiệm về cái đạm niệu nó có những cái thay đổi như vậy nên xét nghiệm sẽ được lặp lại. Thường là trong 3 tới 6 tháng chúng ta sẽ lặp lại khoảng 2 đến 3 lần. Nếu như mà 2 lần xét nghiệm đều có kết quả dương tính thì chúng ta mới nghĩ đến đó là microalbumin dương tính. Và khi mà bệnh nhân của mình đã làm được các loại xét nghiệm này và đã xác định được có biến chứng suy tim suy thận thì họ cần phải làm gì để mà ngăn chặn biến chứng này hoặc là làm chậm cái sự tiến triển của nó, thưa bác sĩ Thùy? Hiện tại thì chúng ta đã có nhiều cái thuốc hơn để giữ cái chức năng của tim cũng như chức năng của thận. Thì gần đây ở những cái bệnh nhân suy tim thì người ta đã nói đến vai trò của tứ trụ và cái hiệu quả rất cao, bệnh nhân cải thiện triệu chứng rất nhiều và tiên lượng tốt, thậm chí là giảm được khoảng 30-40% các nguy cơ nhập viện do suy tim. Và đối với suy thận thì chúng ta cũng có những cái thuốc men gọi là tứ trụ để bảo vệ cái chức năng thận. Vì vậy nên cái hiệu quả để mà giữ những cái bệnh nhân có tổn thương tim, tổn thương thận do tiểu đường thì ngày nay đã có nhiều cái phương pháp hơn. Thưa bác sĩ Thùy, đối với những bệnh nhân đái tháo đường để mà phòng ngừa các biến chứng rất là nặng nề trên tất cả các cơ quan trên cơ thể, đặc biệt nhất trong đó là suy tim và suy thận, thì bệnh nhân chúng ta cần phải chú ý những vấn đề gì, thưa bác sĩ? Để phòng ngừa những cái biến chứng suy tim, suy thận thì đầu tiên chúng ta phải phát hiện sớm những cái biến chứng này và chúng ta phải giữ cái đường huyết trong cái giới hạn ổn định. Chúng ta phải giữ huyết áp thật tốt, giữ cái cân nặng của mình lý tưởng, giữ cái mỡ máu trong cái giới hạn tùy theo cái mức độ tổn thương của tim mình.
và chúng ta không hút thuốc lá, không có ăn mặn. Và ở những cái bệnh nhân tổn thương thận thì chúng ta không ăn nhiều protein, chúng ta phải uống nước đủ và chúng ta không sử dụng các thuốc có khả năng gây độc hại đối với thận. Đặc biệt là đối với thận thì chúng ta phải cẩn thận trong cái quá trình sử dụng thuốc, đặc biệt là những cái thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, và những cái thuốc này thì phải theo chỉ định của bác sĩ. Xin được trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Thùy trong số phát sóng ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Ráp. Và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Thanh Ráp xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Mình chúc quý vị cùng với người thân của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.